Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Hôm nay thì Quang cũng xin được chia sẻ với cả mọi người về cái kinh nghiệm và cái cách chữa trị giận mạt cho cái con chòe và cái con họa mi. Đấy thì thường thường thì một số anh em nuôi chòe thì cũng đã biết ấy, thì cái con chòe nó bị giận mạt ấy, thì phần lớn là nó ra những cái lấm tấm trắng trắng ở phía trên phần đầu. Bình thường thì mọi người không nhìn thấy, nhưng khi mà lúc lúc mà chúng ta cho chim ra tắm nắng, hoặc là lúc mà con chim nó nhảy nhảy nó nhảy nó nhảy hoảng chẳng hạn, thì là cái tất cả những cái con mạt đấy nó bò rất nhanh lên trên cái phần đầu. Thế cái cách chữa trị thì nó cũng rất là đơn giản thôi, mà nó rất là hiệu quả. Theo cái kinh nghiệm của Quang chữa thì nhiều con ấy, thì cũng có anh em thì cũng chia sẻ là bôi cái dầu gió đây. Và đây là cái lọ dầu gió. Cái dầu gió này thì Quang cũng đã bắt ra và bôi cho mấy anh em ở câu lạc bộ chòe và cũng khỏi. Có con bôi lên 2 lần là nó khỏi. Đấy. Thế thì những con mà bôi được dầu gió thì là như nào? Những con đó là những con chim con, ví dụ những con chim con như này nó rất là thuần. Đấy thì chúng ta có thể bắt con chim là chúng ta nhỏ một giọt, chúng ta nhớ là một giọt thôi nhé, vào cái phần giữa đầu của con chim. Cố gắng là anh em nhớ là đừng có giọt nhiều, không may là nó chảy xuống mắt của con chim. Đấy thì chúng ta nhỏ một cái giọt đấy vào phần đầu của con chim, và cái phần cánh hai bên cánh chúng ta cũng giọt mỗi bên một giọt vào cái phần đuôi. Đó thì chúng ta cũng giỏ một giọt vào đấy. Đồng thời thì anh em cũng có thể giỏ mấy giọt vào cái phía đáy lồng và cái cầu. Sau đó thì anh em bịt kín áo lồng vào. Hoặc là chúng ta có thể cho ra ngoài cái trời nắng để cho con mạt đấy nó bay hết ra khỏi người con chim mà nó bay ra chỗ khác. Đấy. Thì nuôi chòe thì nó sẽ lây từ con nọ sang con kia, nuôi chim ấy. Đấy, và ví dụ như nhà Quang này là nuôi rất là nhiều. Quang cũng đang nuôi chim con này thì tự tay nuôi lên này. Từ đầu vụ này là bây giờ đang giữ lại 5 con. Đấy. Còn chim chuyền bánh tẻ thì Quang cũng đang gột tất tần tật là 9 con. Đấy, chim bổi thì 4 con. Đấy. 3 con bổi. Thẳng hàng với đây một con bị táo lồng nữa. Đấy. Và mấy con mộc dở và mấy con chim thuần. Mấy con chim thuần thì Quang cũng đang cất mỗi con một tầng ở phía trên. Không để dưới này thì nó hót ác lắm, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chim ở dưới này. Đấy, và cũng đang thử nghiệm cái cách nuôi cho nó nhìn thấy nhau này, để cho có khả năng là nó sẽ bỏ được cái bản năng tự nhiên của nó là sù. Đấy. Thì mình cũng đang nghiên cứu một số cách nuôi khác nhau để có thể làm các cái clip hướng dẫn cho mọi người. Đây, toàn bộ đây là chim bánh tẻ với chim bổi với chim non. Thế cách chữa trị bằng dầu gió thì như thế. Thế còn có một cái cách nữa mà Quang cũng đã dùng rất là nhiều, đó là cái dung dịch Fenona bằng cái dung dịch nước đậm đặc như này. Đó, thì chúng ta có thể tìm mua ở trên thị trường cái này thì cũng rất là nhiều. Cái gói này thì nó rơi vào Quang mua nhờ người mua ở trên chỗ viện vệ sinh dịch tễ ở chỗ Lò Đúc ạ. Đấy. Thì là 15k một gói này. Đấy. Và 15k một gói này. Cái gói này thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Chúng ta sẽ pha một cái gói này với cả 1 lít nước, 1 lít nước nhé các bạn nhớ. Sau đó thì chúng ta cho chim ra lồng tắm, chúng ta phun khắp áo áo lồng này, lồng này đấy, cầu các thứ đáy lồng đó. Sau đó thì chúng ta cứ để như thế nó ướt cũng được. Rồi thì chỉ độ khoảng 15 phút sau là chúng ta có thể cho chim vào luôn cũng được. Đấy. Thế còn nếu như bạn nào mà có một cái lồng mới thì chúng ta cho chim ra cái lồng tắm, rồi cho chim ra lồng mới, rồi chúng ta phun vệ sinh vào cái lồng. Thì cái sản phẩm này thì Quang thấy rằng là nó cũng không có hại lắm, nó không có mùi gì cả, mà nó chúng ta dùng, chúng ta phun quanh nhà chúng ta thì
con gián nó sẽ bò ra, nó chạy ra khỏi nhà này. Muỗi mấy kiến với các thứ là không có này. Đấy, cái này thì Quang thấy là rất tác dụng này. Đấy. Là chúng ta nuôi chim thì nên cứ độ khoảng 1 2 đến 2 tháng chúng ta lên có cái gói này, chúng ta xịt quanh nhà. Rất là sạch sẽ. Đấy, cái lúc xịt thì nó đã có hướng dẫn sử dụng ở đây rồi. Đấy, hướng dẫn an toàn đây rồi, anh em có thể đọc. Đấy. Thực ra thì tránh vào tay bôi lên mồm lên mắt thôi, chứ còn chúng ta bịt thì xịt thì chúng ta có thể đeo khẩu trang vào cũng được, còn không thì không không vấn đề gì, qua đã thử rồi không vấn đề gì cả, cái này rất là hiệu quả đó. Một số anh em nuôi chim là Quang cũng đã bán cái sản phẩm cám họa mi và cám chòe đó, thì Quang cũng đã mua hộ cho mọi người ở xa không có điều kiện là mua hộ cho mọi người là gửi kèm với cả cái cám này đấy. Vâng, thì cái cách chữa trị giận mạt đấy thì Quang thấy rằng là với một số những con chim mà nó không phải là con chim thuần, chúng ta bắt ra sợ nó làm hoảng chim ấy. Con chim thuần thì chúng ta dùng cái này cũng rất là hiệu quả rồi. Chim con như thuần nuôi lên. Nhưng con chim nó chưa thuần. Những con chim bổi lỡ mộc dở chúng ta bắt tay nó làm cho con chim nó hoảng á, thì chúng ta không thể bắt tay ra được đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này. Thì Quang thấy là rất là hiệu quả. Đây Quang quay sát vào. Mọi người có thể lên trên mạng chúng ta bấm cái này, và Quang thấy là cũng một số người cũng có buôn bán cái này trên mạng và người ta cũng ship đến tận nhà cho các bạn. Đó. Vâng, cái sản phẩm này chúng ta xịt đây là nó ruồi muỗi gián kiến cái thứ là nó đi sạch đấy. Vâng, đấy là cái kinh nghiệm và cái cách chữa trị giận mạt cho chòe than và chim họa mi của Quang. Clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây và chúc tất cả mọi người có cái sức khỏe tốt để chăm những cái chú chim yêu quý của mình. Đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.